Teddy vẫn đang cố gắng bỏ chuyển để lấy thông tin Trong lúc đó thì anh chàng t cũng đã được dựng dậy Và sẽ có đủ thời gian để có thể hồi phục lại Đến từ đội hình bên phía team Sister Nhưng lại là một quả nết đến từ PMA Và lần này Teddy đã có được cho một cái đầu của, của Phi Lợi thế hơn người đang là rất rõ ràng dành cho PMA Không thể bắt được người thứ ba đó là Rudax Nhưng IMP vẫn còn đó để có thể trade kill và giờ thì đội Star Sister đang lâm vào một tình cảnh khó rồi một Tình cũng 4 Vespa Nhưng họ lại đang là những người thua thiệt hơn Và cuối cùng thì luôn luôn đã có được cho mình điểm kill Cũng như tiện các thành viên tìm Star Sister đi ở top thứ 16 Vẫn giải đấu mà có thời gian nghỉ như này Còn bên này NGE cùng với cả yêu con V đừng gặp nhau Smell cùng NBK bị đốc ao Và vâng rõ ràng là New Jason Esports Họ có thể tìm ra được rất nhiều những người đồng hương Và có những kết quả ổn áp Văn nghĩ đốc ao theo anh chàng Jayken 3 điểm hạ gục đã có được Và rõ ràng các thành viên của Unicorn Venom đang có mặt ở một cái lượt trận mà không dễ thở cho họ Và với New Jersey City Sport từ đầu ngày hôm nay đến giờ thì rõ ràng là họ gặp được rất nhiều những người đồng hương Còn đi quanh cuộc chiến bắn giờ thì có nhiều những tên quá Attack on the round, kill confirm, one call và đây do trách bắt đầu đổ ra rồi Pet Red, ba lùi có những điểm hạ gục và thậm chí là Attack on bay hơi nhanh gọn luôn trước phía của Q-Confirm. Tiếng knock out và trả quả lửa khá chính xác từ phía Chimpy và phía của Zeke Spider chấp nhận mất một người thôi còn server thì mát đã nằm và sau đó điểm số đem về cho Enterfox 36 và đó là mạng A cũng dành cho Deva một khoảng thời gian mà lựa chọn vị trí sẽ là rất vất vả cho những đại diện nào mà có mặt ở quanh trường bắn bởi tầm đấy thì đã có quá nhiều những cái tên xuất hiện rồi và server cùng với đó là một vài đại diện khác là những con mồi đầu tiên và thậm chí là với Zeke Spider nữa khi mà chưa thể vào bo thì họ đã mất đi anh chàng Tam Thất Tam Thất là một người di chuyển hay bắn rất láo thế nên rằng việc mà Tam Thất được nhận cho mình một trọng trách là côn tim thì chàng trai này buộc phải chơi an toàn hơn bao giờ hết và rõ ràng là việc mà anh ta phải chơi an toàn thì anh ta phải đọc trận đấu nhiều hơn và cũng sẽ khó để tránh khỏi tiếng bị bắt lẻ kiểu như vừa rồi còn phía Serbert mất đi một cây súng chủ lực mang tên Himat thì hy vọng họ vẫn còn đó với tài con vẫn còn đó với nước mỹ và hải saki vẫn sẽ tiếp tục đọc cho mình những cái hướng đi thật an toàn cho những người đồng đội và phía của te mất đi tấn vũ và unicorn venom đại diện của việt nam đã dừng lại ở top thứ 14 khi rõ ràng ngay trong trận đầu thì Nge có mạng của họ và sau đó cũng là Nge kết thúc họ luôn. Ở phía của Nge cũng đã có những cái đầu tư khi mà vừa rồi họ đem về huấn luyện viên của Sirius đó là chàng Cross và rõ ràng có vẻ như những tự đọc map là quá ảo diệu. Trong cái đó với cái thành viên của team Enter Force 36 họ vừa để mất hai người và có thể là người thứ ba ở trong cái tình huống di chuyển bo này của mình. Rất nhiều thương vong khi mà đội Enter Force 36 lúc nãy họ đang ở cánh 12 giờ của bản đồ thì bây giờ lại đang xuất hiện ở cánh 6 giờ. Và với việc mà di chuyển bo mất quá nhiều thời gian như vậy thì bên phương tiệm Enterforce 36 đang là đội tuyển ở thế cực kỳ bị động. Họ còn hai người và vẫn chưa thể đẩy lên để có thể knock out một player nào đó bên phương tiệm Exo Clan. Nhưng đang có tiệm Expandable yểm trợ cho đại diện đến thủ Nhật Bản khi mà Đức Hiếu vừa gặt đi được cái đầu của anh chàng Gat vẫn có smoke để có thể lùi về. Ất Quỳ Lucia cũng đã rất yếu máu rồi. Ở bên phía của Exo Clan họ cần phải chơi chậm lại khi mà từ một thế đang bốn người, giờ họ chỉ còn lại hai mà thôi điểm kill dành cho vị trí của Star Lord Bà Gus cũng vừa bị confirm đi Khó khăn trông chất khó khăn dành của Exo Clan Tưởng chừng như họ sẽ là kẻ săn mồi Cuối cùng lại trở thành con mồi bên phía team TE Đức Hiếu vẫn đang chưa muốn dừng lại Chimpy đang lộ ra Vẫn chưa có một quả đết nào được dội vào đến từ vị trí của Đức Hiếu cả Đó là quả đếp của Tấn Vũ Và Chimpy nằm Exo Clan chỉ lại một thành viên duy nhất mà thôi Và cuối cùng thì Darwin cũng đã dứt điểm đi được player này top 13 dành EXO Clan và đội hình của TX tự mở ra con đường đi của mình. Đây đã là vòng bo phase thứ tư bắt buộc cần phải di chuyển càng nhanh càng tốt bên trong nếu không lượng máu mất đi theo thời gian sẽ là tương đối nhiều. Đeo Win đẩy lên cố gắng hạ cục chàng Deva và giờ thì Q cũng đã có rồi. Nhưng làm sao được thể đi tiếp đến thức thành viên của team TX đây khi mà Deadly Strike Lucky G đang có một lối chơi cực kỳ chủ động ép sát ra bên ngoài và có được một tình huống nóc chàng Đức Hiếu biết luôn cái đèo Win đang ở đâu nhưng Lucky G cũng nên cẩn thận trong đó người đồng đội anh ta Rush thì đang chắc đứng các thành viên bên phía team One Cone Trick đã bị bắt và đội hình bên phía team Deadly Strike với một góc đứng việt vòng bo này và mọi thứ có vẻ đang ủng hộ cho họ thì đây sẽ là một cơ hội tốt để thể cầy về cho mình ít nhất là hai cho tới ba điểm vâng bên này thì Q Confirm thấy quá nhiều mục tiêu để bắn và họ đang có cho mình những điểm số đầu tiên đầu ăn bỏ lại với chico lâm bảo hú rồi di cũng đã nằm và team No One chỉ có cho mình cái top thứ 11 ở lượt trận này mà thôi Họ di chuyển qua Q con phương và nếu đối phương dễ dàng có cho mình những điểm số Đặc biệt là với Pet Red, 4 điểm ở cục này gần như đa số là kill của phía No One 7 điểm kill có được thời điểm hiện tại và một góc viên bò có lẽ với họ đã là ổn rồi Còn bên này thì đây chết Gaming, khó khăn hơn người đồng hương rất nhiều Họ phải vượt qua một chướng ngại vật mang tên ERN Cũng lại là một đồng hương khác Rõ ràng là các đại diện Thái Lan đang gặp nhau khá nhiều và với The Xperable, top 10 lượt trận này mà thôi. Chưa kể là cái vòng bo này cũng là vòng bo rất khó chịu với các đội tuyển của Việt Nam chúng ta Đa phần đều là xuất phát ở nửa giữa bản đồ Nên việc cố gắng đủ ngược lên cánh trên không phải là bài toán dễ dàng One vừa có được cho mình tình huống knock out đi chàng Belmont thì liệu rằng có thể chạy thoát được khỏi họng súng của Puchu không đây Tơn táp SKS vẫn đang chưa thực sự chuẩn xác đến từ anh chàng của Daytrade Và tạm thời thì Jackie sẽ được an toàn nhưng không được bao lâu cả khi PMA đã là cái tên chặn đầu TOP 9 dành cho đội hình của OneCol Không sớm thì mỗi Arena sẽ cần phải di chuyển ở phía bên trong vòng bo Vậy nên họ cần phải di chuyển thật sớm Nhưng Serbrus lộ ra và Đức Mỹ Đốc A được khuyến mại 99% Và có gì để bàn gục nào Nhưng đó là dành cho phía của đây chết với anh chàng Flat Rất đáng tiếc dành cho Serbrus Đại diện Việt Nam cùng với đó là New Jersey Sports Đại diện Việt Nam sau cùng trong trận đấu này e Arena vẫn đang bí bách khi mà City cũng vừa bị hạ gục bởi chàng Đức Mỹ Nhưng Hải Saki vừa bị bớ vào Đây có thể là một tín hiệu không lành dành cho đội tuyển Việt Nam Nhưng Belmont vừa bị knock out rồi Cơ hội lại được mở ra, Sermon Esports vẫn có thể cứu nhau lên được Cần phải cẩn trọng hơn đến với chữ Đức Mỹ khi mà e Arena đang muốn báo thủ. Để có một cuộc cản đào vệ sinh để giúp cho cặp đôi đến từ Việt Nam Chúng ta có thể hỗ trợ được cho người còn lại Petret cũng vừa bị knock out đây đang là một vòng bo cực kỳ hỗn loạn đến từ tất cả các đội tuyển ở trong này. Deadly Strizer có lợi thế high ground nhưng họ chưa kịp làm gì thì tài con đã càn quét vào các thành viên bên team e Arena rồi. Nhưng ngay sau đó thôi, Đức Mỹ lại bị headshot bởi đội bên phía Day Trade khó khăn trông chất khó khăn dành cho vị trí tài con khi mà hải sa vẫn đang ở rất xa và Đức Mỹ thì chưa có cơ hội để được cứu lại bởi vì đội của Nature đã chủ động đẩy lên cùng nhau. Tài còn vẫn đang chống trả, có thể bị e Arena yểm trợ nhưng là không đủ để Sabrot Esports nghĩ về một cái top 1 trong lượt trận lần này, chỉ là một cái top 8 gọi tên 8 quyền mà thôi. Vòng lúc này đã lệch trái và những lệch phải sẽ lại sẽ trở thành khó khăn còn ở phía bên viền trái lúc này cố gắng gạt bớt đi những chướng ai vật đến từ phía của Red Sea Sport trả vào rất nhiều từ vị trí của đen nhưng không út và đây rồi, một mạng gục từ quả nết của Bell với đó vị trí của Bell Mod và sau đó là Flat đôi mạng cho vị trí của Đen. Red Sea Sport đang rất cố gắng để có cho mình những điểm kill đầu tiên ở trong lượt trận này và một cái combo đồ ba. Vâng rõ ràng là Đen đang có cho mình rất nhiều những cái sự may mắn. Cơ hội ta có thể cải thiện điểm số là đến với quả nết sau cùng. Flash đã nằm rồi, nhưng đây mới chỉ là điểm số đầu tiên cho một đại diện đến từ Malaysia mà thôi vẫn đang chờ cho đối phương tự công nhau và sau đấy thì anh chàng này sẽ là ngư ông đắc lợi đây là một khu vực nhà vệ sinh và có vẻ những cái gốc cây này vẫn đang là chưa đủ để đen có thể quẩy tiếp bắt được teddy nhưng làm sao để có thể tấn công vào các thành viên đội tpma đây nơ thì vừa dừng lại rồi chỉ là một cái top 5 mà thôi như vậy là top 4 đội tuyển cuối cùng không có một cái tên nào đến từ việt nam chúng ta cả tương đối đáng tiếc khi đây là một lượt trận ở vòng bò khá khó và quan trọng hơn là cái tốc độ diễn ra của những tình huống giao tranh quá hỗn loạn khiến cho những anh chàng đến từ Việt Nam chúng ta không thể cover được lẫn nhau. Nếu như mà kill con có thể quét được toàn bộ những cái chương ngại vật còn lại thì họ có sẽ có cho mình mắc là 18 kill. Và vâng vừa nói về những chương ngại vật thì đã có một thành viên phải nằm xuống từ phía của Red Sea đó là Dan Pablo. Và vẫn sẽ chưa hết đầu đấy là vị trí của đen nữa và top 4 cho Red Sea Sport. 14 kill cho kill Confirm và Không thể tin được không phải là tên là đỏ nhỉ tên là đen đã đi xa <laughs> như thế rồi vẫn bị chết và bây giờ thì với PMA 2 thành viên còn lại hy vọng ở đâu đây với anh chàng Teddy và bây giờ với phía kia Confirm bắt được nốt e Arena với anh chàng Inside nữa thì coi như là tóm gọn cái top 1 này rồi top 1 với rất nhiều kill thì họ sẽ còn cải thiện được rất nhiều thứ ở trên bảng điểm tổng Inside này chắc phải Inside người Úc thì may ra clutch được đúng rồi còn Inside ở e Arena tôi thấy thực sự là no hope quá khó để có thể quẩy kia Petret đã ngay đằng sau lưng và Petret đang có một lượt trận quá thăng hoa bảy kill đe về cũng biết luôn ngược lại đối phương đang ở đâu rồi và đó là một quả nết tốt đến từ đội hình bên phía